Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một dự án 4 căn vô cùng mới. Với 4 căn nhà này thì đây là đường ô tô quý vị nha. Đây là đường ô tô và 4 căn nhà này ở đây. Với cái căn nhà này thì cách với đường ô tô nó khoảng tầm 20m mọi người ạ. Và cái cụm này thì vừa mới dọn vệ sinh công nghiệp xong và hôm nay Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới quý vị. Ngõ trước nhà ở đây 2m1 này nha mọi người nha. Đây, ngõ trước nhà cách đường ô tô rất là gần. Thiết kế của ngôi nhà vô cùng hiện đại. 4 căn nhà này hướng nhà đông bắc, diện tích từ 30,5m2. Thiết kế và xây dựng là 4 tầng như thế nào, với cái phần hoàn thiện gần như là chỉn chu xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Hoàn thiện cái phần mặt tiền của ngôi nhà đã được ốp đá granite. Tất cả cửa chính của 4 căn nhà này thiết kế 2 lớp. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ mọi người ạ. Đây, căn nhà này hoàn thiện lên rất là chỉn chu, chất lượng xây dựng cực kỳ ok. Và với cái giá thành chào bán chỉ từ 2 tỷ 350 triệu đồng một căn. Cả nhà và đất xây dựng 4 tầng, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà về ở được luôn y như theo hiện trạng. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% với quý vị nào có nhu cầu. Như vậy, với căn nhà này, quý vị chi trả trước Dũng Ánh khoảng tầm 1 tỷ cho tới 1 tỷ 2 tiền mặt. Phần còn lại, ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 5 năm với những cái lãi suất vô cùng ưu đãi mọi người nha. Về cái phần ngân hàng thì quý vị cứ gọi điện cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho quý vị một cách tốt nhất. Ngoài đang đứng ở đây, đó chính là cái phần để xe mọi người ạ. Thiết kế của căn nhà này như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rất là hiện đại, rất là hợp lý với cái công năng sử dụng vô cùng hợp lý với cái thiết kế xây dựng là 4 tầng. Phần hoàn thiện lên cái căn nhà này ở đây, gạch lát nền kích thước 60-60 với cái hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Vị trí căn nhà thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ vị trí căn nhà này, Ngọc Ánh xin chia sẻ với mọi người, nó gần với trường Đại học Phenica, gần với ngã tư Tố Hữu Lê Văn Lương, gần với lại bến xe Yên Nghĩa, gần với lại ở trục đường quốc lộ 6. Nói chung là giao thông đi lại rất là thuận tiện với quý vị nào đi làm ở khu vực quận Hà Đông, cùng lắm là lên tới Thanh Xuân quay đầu thôi. Còn nếu xa hơn thì mọi người cân nhắc giúp em nha. Đó, mời mọi người theo em. Và tiếp theo cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Không gian phòng bếp đã được hoàn thiện xong chỉnh chu hết rồi. Nói chung theo hiện trạng căn nhà này thì chỉ việc xách vali về và ở ngay thôi. Phần hoàn thiện tủ bếp đây, toàn bộ là tủ gỗ thịt và sơn màu trắng. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite. Phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa đây. Và phụ kiện bếp đi kèm đây. Ở đây hệ thống điện được lắp đặt đầy đủ, hệ thống nước được lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện riêng, hồ sơ nước riêng, có đầy đủ công tơ riêng cho từng căn. Với cái hình thức xây dựng liền kề, tuy nhiên thì chủ đầu tư thiết kế xây dựng tường riêng, móng riêng và cột riêng 4 căn nhà này nha quý vị. Đó, với cái phần phòng bếp đây, nhỏ nhắn xinh xắn đáp ứng cho quý vị cái công năng sử dụng theo từng tầng và công năng sử dụng hợp lý, hài hòa đối với mỗi hộ gia đình. Tiếp theo, ngoài cái phần để xe ở tầng 1, phần phòng bếp ở bên trong thì ở đây vẫn còn một phòng vệ sinh nho nhỏ đáp ứng cho quý vị ở cái phần vệ sinh ở dưới tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Căn nhà này ưu điểm lớn nhất đó là đường ngõ thông thoáng, ngõ nông, gần đường ô tô, gần với bãi đỗ xe ngày đêm, nó chỉ khoảng tầm 50m thôi thưa quý vị. Tiếp theo, hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 của trụ cầu thang nữa đây. Lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Ngọc Ánh đã review rất là cụ thể chi tiết từ ngoài đường tầng 1 cũng như là ngõ, hướng đường, giá, vị trí. Thì ở trên phía các tầng ở phía trên thiết kế ra sao, mời mọi người theo em lên trên phía trên các tầng để khám phá xem ngôi nhà này thiết kế có thực sự là hài hòa với cái diện tích chỉ 30m hay không nhé. Quý vị ơi, đây là Ngọc Ánh đang đứng bước lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với thiết kế không gian phòng khách ở trên tầng 2 đây, quý vị có thể nhìn thực tế giúp em. Cái ưu điểm tiếp theo của căn nhà này Ngọc Ánh quên không nói, đó là cái căn nhà này thoáng hai mặt mọi người ạ. Đây, đằng sau là cái ngõ. Đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn.
đằng sau là cái ngõ, cho nên là cái cửa sổ này mở ra gần như là vĩnh viễn, rất là thoáng. Hướng nhà thì là hướng đông bắc. Đó, cửa sổ thông thoáng. Đây, không gian phòng khách nhỏ nhắn xinh xắn. Mọi người có thể kê giúp em một bộ sofa ở đây. Đó, và để tivi, nói chung là cũng khá là hợp lý. Một cái căn nhà diện tích nó chỉ có 30 mét thôi. Đây là cái vách lam gỗ mọi người ạ. Đồng thời ở đây có một cái kệ nhỏ nhỏ ở dưới để trang trí ở cái phần phòng khách và cũng là cái phần ngăn cách ở cái phần cầu thang này nha. Đó, khá là hợp lý với cái phần phòng khách, đúng không ạ? Tiếp theo, chủ đầu tư thiết kế theo kiểu giật cấp để đi lên trên phía tầng 2. Vẫn là tầng 2 thôi, tuy nhiên mà thiết kế để ngăn cách giữa cái phần phòng khách, phòng vệ sinh và đây là phần phòng ngủ ở trên phía tầng 2 mọi người nha. Một căn phòng ngủ riêng biệt, cửa sổ thông thoáng. Đó, cửa này là còn một lớp cửa nữa quý vị nha, vẫn còn một lớp cửa nữa. Như ở những cái video Ngọc Ánh quay gửi tới mọi người ấy, thì ở đây là còn một lớp cửa inox 304 hoặc là có thể là cửa sắt sơn tĩnh điện để nó an toàn và độ thẩm mỹ cho ngôi nhà. Đấy, ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa được lắp đặt đầy đủ. Với cái phần phòng ngủ này thì diện tích nó khoảng tầm được 9m2 mọi người ạ. Đó, kích thước gạch là 60-60. Cửa thông phòng thiết kế gỗ lim rất là chắc chắn. Phòng ngủ cũng được thiết kế hệ thống trần đạch cao, đèn led chiếu sáng. Quan trọng nhất, tất cả các video nhà, tất cả những cái căn nhà Ngọc Ánh quay lên và gửi tới cho quý vị thì nó phụ thuộc vào cái vị trí bất động sản, cho nên nó có cái giá cao thấp khác nhau mọi người ạ. Bất động sản thì nó không có giá niêm yết rồi, cho nên là nếu mà càng gần trung tâm thì giá càng cao, còn càng xa thì giá nó càng thấp. Đó, đây, phòng vệ sinh ở trên phía tầng 2 đáp ứng cho quý vị hệ thống sen cây này, cũng như là cái quạt hút mùi này, bồn cầu này, lavabo này. Đó, tủ kệ lavabo luôn mọi người ơi. Đây, ở dưới này có thể để đồ, gương tắm này, đáp ứng cái công năng sử dụng cho quý vị. Ở đây, hệ thống nước được lắp đặt đầy đủ, điện như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, nước sạch sử dụng nước sạch Sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Đó, đây, áp tổng của ngôi nhà nằm ở đây mọi người nha. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó, review rất là cụ thể, công tâm, nhà có sao thì nói thế, giá thì từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng và vẫn có thương lượng mọi người nha. Tiếp theo của ngôi nhà này, mọi người đừng rời mắt để hướng lên trên phía tầng 3, 4 của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh hiện tại đang đứng ở trên phía tầng 3 của ngôi nhà, thì tầng 3 thiết kế cầu thang ở giữa, phòng vệ sinh ở giữa, hai phòng ngủ hai bên. Đây là căn phòng ngủ tiếp theo ở tầng 3. Đó, với căn phòng ngủ này, nói chung là cửa sổ để đón cái không khí ở phía bên ngoài vào, gió rất là thoáng. Ở đâu cửa nào cũng được thiết kế hai lớp mọi người nha. Đó, phòng ngủ tầng 3 đây, kê một chiếc giường, một chiếc tủ quần áo vẫn cứ là ok. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, cửa thông phòng đây. Đó, rất là chắc chắn, toàn bộ là thiết kế gỗ lim mọi người ạ. Và căn phòng ngủ phía bên trong, với cái căn phòng ngủ bên trong này thì nó có rộng hơn một chút xíu so với cái phòng ngủ bên ngoài mọi người ạ. Nó rộng hơn, đây tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ thông thoáng. Đặc biệt nhất như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, bốn căn nhà này thì cái phần ở đằng sau nó là mặt ngõ, cho nên là cái cửa sổ mở ra thoáng vĩnh viễn, không bị nhà nào nó che lấp, không bị sau này mà mọi người bảo rằng là sau này lô đất này nó xây lên thì nó bịt kín, không có đâu. Căn nhà này nó vô cùng thoáng, nó là cái như thế. Đó, cửa thông phòng đây. Như vậy phía tầng 3 đã có 3 phòng ngủ rồi, tầng 2 một phòng, tầng 3 2 phòng. Đây, phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Nói chung là nó không phải là đồ quá là cao cấp. Với một cái căn nhà trị giá cả nhà và đất chỉ 2 tỷ 350 triệu thì tất cả những cái đồ nội thất cũng như là những cái thiết bị vệ sinh này nó ở hàng cái tầm trung thôi mọi người ạ. Đó, trung bình thì không phải, nhưng mà nó là tầm trung, cho nên mọi người đừng quá yêu cầu nó cao, gọi là cao cấp theo cái ý mong muốn của mình thì mình có thể về thay đổi nhá. Tiếp theo, phần còn lại đó là tầng 4 của ngôi nhà. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng để tham quan xem căn nhà này 30 mét thiết kế công năng có hài hòa hay không. Bước lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, ở đây có một ô giếng trở để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái phần cầu thang này. Và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như sau. Đây là một phần phòng nữa mọi người ạ. Thì quý vị ở đây có thể đặt giúp em phòng thờ hoặc là phòng làm việc, hoặc là nói chung là cái căn phòng này quý vị có thể sử dụng tùy mục đích công năng của gia đình mình. À, tất cả các phòng đều thông thoáng. Và riêng cái tầng 4 này chủ vẫn cứ thiết kế cho mình cái hệ thống để sẵn
dây để lắp điều hòa nhá. Đó, và phần còn lại sân phơi. Đây là cái khu vực để máy giặt, ổ cắm, sàn thoát nước. Này, với cái phần sân phơi này nó vô cùng thoáng mọi người ạ. Đấy, với một căn nhà 4 tầng thiết kế Ngọc Ánh review rất là cụ thể chi tiết. Giá cả, đường hướng căn nhà này thì xung quanh để mà nói ngập tràn tiện ích. Tiện ích sinh hoạt thôi mọi người ơi. Bởi vì sao ạ? Từ vị trí căn nhà này mà đi ra tới chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, nó chỉ phạm vi bán kính 2 km quay đầu là đầy đủ hết. Từ vị trí căn nhà này mà đi lên tới trung tâm thương mại Yomon Hà Đông, nó cũng phạm vi bán kính khoảng tầm 5 đến 5,5 km thôi. Nói chung giao thông đi lại thuận tiện. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.